Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch, huyện Lắc đang tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và đưa địa phương trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030. Thời gian qua, với sự thay đổi tư duy trong kinh doanh du lịch, nhiều hộ dân tại huyện Lắk đã đầu tư cải tạo ngôi nhà sàn truyền thống để phát triển du lịch. Cách làm này vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Để góp phần quảng bá các điểm du lịch và đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách, anh Isim Nazu ở xã Đắk Liêng, huyện Lắk đã mở tour du lịch trải nghiệm leo núi và ngắm mây trên đỉnh Chư Giang Lắk, khám phá thác Bìm Bịp và trải nghiệm làm gốm của người Mơ Nông, xem dệt thổ cẩm, thưởng thức những món ăn địa phương. Cách làm này của anh Isim đã trở thành sản phẩm du lịch được nhiều du khách lựa chọn. Bản thân những người trẻ như tôi thì tôi nghĩ là có một cái thế mạnh, đó là được tiếp cận về công nghệ nhiều hơn so với những người của thế hệ trước. Và cái cách tiếp cận đưa du khách về với cái buôn làng của mình, về với du lịch huyện nhà của mình sẽ khác với mọi người hơn, và cái lượng du khách tìm đến thì sẽ nhiều hơn. Và cái cách mà mình cho những du khách trải nghiệm nó sẽ mang tính chất vừa đi đôi với văn hóa mà vừa mang tính hiện đại theo đúng xu hướng của thị trường bây giờ. Nhận thấy nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách du lịch ngày một tăng cao, anh Nguyễn Văn Hiếu ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk đã vay vốn ngân hàng, cải tạo lại ngôi nhà sàn của gia đình để phục vụ khách du lịch. Trước là gia đình gặp nhiều khó khăn, tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì cho vay lâu dài để tạo điều kiện cho gia đình để phát triển thêm cái nhà sàn, phát triển để thu hút khách vào để phát triển kinh tế cho gia đình. Từ khi có tiếp cận mở rộng cái mô hình này á, nhờ nguồn vốn của ngân sách thì gia đình cũng phát triển đi lên. Huyện Lắk là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, sinh thái. Xác định du lịch là một trong ba đột phá quan trọng. Thời gian qua, huyện Lắk đã đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào du lịch và tập trung nguồn lực cho lĩnh vực này. Với sự thay đổi rõ nét về hình ảnh, hạ tầng du lịch, từ năm 2023 đến nay, huyện Lắk đón khoảng 30.000 lượt du khách đến tham quan, tổng doanh thu đạt hơn 22 tỷ đồng. Huyện cũng đã huy động mọi nguồn lực và cũng trong thời gian vừa qua và hiện nay cũng nhiều nhà đầu tư đã và đang tiếp cận đến huyện Lắk để xin khảo sát, rồi tiếp tục là có cái sự quan tâm đầu tư huyện Lắk, và hy vọng rằng là trong thời gian không xa thì huyện Lắk sẽ có cái sự thay đổi về diện mạo, đặc biệt là tiềm năng thế mạnh của huyện trong phát triển du lịch. Huyện Lắk hôm nay, các tuyến đường và các điểm du lịch trên địa bàn huyện hầu hết đã được bê tông và nhựa hóa. Quanh hồ Lắk cũng đã lắp điện chiếu sáng về đêm, tạo thêm sự lung linh, huyền ảo và đảm bảo an toàn cho du khách khi dạo chơi, ngắm cảnh. Huyện Lắk nỗ lực đưa lĩnh vực du lịch của huyện trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030.